Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV ờ, ở phần thứ tư đó Ngọc Lan có nhắc đến cái 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 việc mà những người Trung Quốc luật ở Mỹ không cho một số người Trung Quốc được mua nhà bởi vì họ sợ là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia ừ. mà trong đó Florida là khắc khe nhất cùng với lại 30 tiểu bang khác thì có khán giả nói rằng đó uống vậy xong những người đó họ ở Mỹ 10 năm trở lên rồi họ không xin vào quốc ừ. tịch để mà mua nhà À, ai cấm hội vào quốc tịch. Đúng rồi. Xin lỗi quý vị là ở không ai không có nghĩa là ở Mỹ trên 10 năm là tự động được vào quốc tịch nha. Không được được nếu mà có giấy tờ đầy đủ là ừ. 10 năm thì mình vẫn có thể đi yeah, No no bởi vì có người ở đây cả mấy chục năm luôn vẫn không có đủ cái tiêu chuẩn để vào quốc tịch. Tại vì có những người ở họ đi làm hoặc là nhiều cái thứ nhiều những cái mà à, à, à. họ gọi là cái cái status của người đó khác nhau. Cho nên không có nghĩa rằng ai ở Mỹ trên 10 năm là sẽ dĩ nhiên được nộp hồ sơ để xin vào quốc tịch. Không phải như vậy. Và đó là lý do mà tại sao mà những người này người ta phải lên tiếng, người ta kêu gào như vậy. Chứ nếu nó đơn giản ai ở Mỹ trên 10 năm đều vào quốc tịch Mỹ hết, trở thành công dân Mỹ hết thì cái chuyện đó nó không có còn gì để nói hết. À, thưa quý vị, cái chuyện mà những cái tiệm mà nữ trang lớn, nữ trang nổi tiếng á, mặc dù là cái hệ thống an ninh của họ rất là uh, giống như là người ta theo dõi rất là chặt chẽ và khi mà mình vào những cái tiệm này không phải kiểu như mình vô phước lộc thọ hay là những cái tiệm vào bình thường tức là đông người vô một người á là chỉ có tiếp một cái vị khách thôi và ừ, cái ừ. tiệm đó quý vị sẽ thấy nó rất là vắng nhiều ừ. khi nguyên một cái tiệm là chỉ có một người khách thôi như vậy đó mà cũng có một ông uh, ông này là người uh, Hàn Quốc Ông ông ta tên là cái cái họ của ông ta đó là họ Wong. Tên là Jo Ron Wong, 49 tuổi, vừa mới bị cảnh sát là truy bắt bởi vì ông ta đi vào một cái tiệm Tiffany, tiệm bán nữ trang nổi tiếng của Mỹ ở chỗ cái khu mà Manhattan. Anh ta coi, đòi coi một cái chiếc nhẫn mà chiếc nhẫn đó trị giá là 250.000 đô la, wow. 255.000 đô la là chiếc nhẫn là kim cương để đính cái gì ừ. đó. Thì khi mà anh ta coi xong á thì anh ta trả lại ngay trước mặt của cái người nhân viên đó rồi. rồi anh ta đi. Thì người nhân viên đó chỉ lấy bỏ lại trong tủ rồi xong. Nhưng mà cái điều đó cái vụ đó lại xảy ra là vào ngày 4 tháng 3. Nhưng mà phải đến một cái thời gian sau à, một <laughs> thời gian sau đó gần Nh cả tuần lễ đó khi dạ. mà người ta kiểm tra lại à. thì lúc đó mới phát hiện ra ồ cái chiếc nhẫn đó là đã được thay thế bằng một chiếc nhẫn giả bằng cái 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 viên đá uh, zirconia đó. Ồ Tức quá. là cái viên nó 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 cũng trông trông nhìn nó y như vậy. À. Mà cái lúc mà anh ta đánh tráo á, cái người nhân viên đó không nhận ra. Thì lúc đó họ mới coi lại cái camera thì rất nhìn thấy rất là rõ là cái anh ta để đã để cái cái chiếc nhẫn nó y chang như vậy. như thế nào rồi anh ta đã cháo nó qua mà cái người nhân viên kia học ta biết tại vì khi mà mình coi một chiếc nhẫn ở trong ừ. những cái tiệm này đó thì ừ. thường thường cái nhẫn đó nó có một cái tờ giấy nhỏ nhỏ mà nó dán lại đó ừ. nó nó như, giống như là chi tiết cái nhẫn đó là à, bao nhiêu hột rồi này kia có cái giá tiền này kia nữa mà còn cái nhẫn mà ảnh anh mang tới để mà anh trao đó thì dĩ nhiên đâu có làm được cái tờ giấy đó khi mà ngọc lan nghĩ đối với một cái số tiền mà nó lên lớn như vậy đó à, à. người ta phải có cái nghiên cứu tức là họ phải nghiên cứu cái chiến nhận làm sao giống như vậy hoặc họ làm như thế nào cho nó giống như vậy nghĩ là cái này chắc là có tới dạ, coi rồi và chụp hình như rồi vậy đó ừ. Ngọc Lan không nhớ là những cái hàng hiệu như vậy đó thì nó có dán cái 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 thắt à, uh, đúng cái rồi cái đó cái Ừ. Ngọc Lan không có nhớ chính xác tại vì cái cơ hội mà vào những cái tiệm này chỉ mới có một lần thôi. cho nên là không có nhớ thì anh ta đã tráo như thế thì theo cái cái camera đó thì cảnh sát bắt đầu truy lùng anh này rồi xong rồi á, cũng theo cái người này thì người ta mới biết rằng là ở trước đó anh ta cũng đã đánh tráo một cái chiếc nhẫn ừ, ừ. tương tự như vậy nhưng mà cái giá tiền ít hơn. Cái giá tiền đó chỉ là 25.000 đô la thôi, cũng từ một cái cái cửa tiệm là Carter ở cái khu vực khác ở New York nhưng mà ở khu vực khác. Có nghĩa là anh này là chuyên môn là đi mà đi mà để cháo những chiếc nhẫn như vậy anh này đã bị bắt hồi hôm thứ sáu tuần rồi nên tại sao mà cái những cái nơi mà bán nữ trang á quý vị sẽ thấy á, khi mà người ta để cái một cái chiếc nhẫn ra người ta sẽ đứng người ta nhìn cái người đó rất là kỹ nhưng mà anh này chắc chuyên nghiệp vậy cho nên đổi mà không hay biết ảo một thuật sao mới biết yeah. anh này chắc là kiếp trước là ảo thuật gia nên uhm. là đưa coi xong một cái đó là trong tích tắc thôi là đưa cái khán nhẫn khác ra rồi Ừ, anh, okay. anh ta đổi sao mà, họ à. không có hay biết gì hết Đến một tuần sau khi kiểm tra tự nhiên họ nhìn Ủa cái hộp này không phải là cái hộp xoàn mà nó là cái hộp đá Trong khi đó một bản tin khác ở Colorado à, Hiện nay thì các nhà làm luật ở bên tiểu bang Colorado Đang siết chặt lại những cái quy định về vấn đề à, nhà xác à, Sau khi họ phát hiện ra khoảng 200 thi thể đang thối rửa được chất trồng lên trong một cái khu vực ở của cái nhà xác ở tiểu bang Colorado. Và những cái cái việc này đó họ nói rằng là cái niềm đau mà mất người thân đi đã là một chuyện. Rồi sau đó không nhận được thi thể hay mất đi một phần thi thể hay là nhận sai thi thể của cái người thân của mình hoặc là cái cái tro cốt sau khi mà mình nhận lại là không phải là của người thân của mình thì đó lại là một cái niềm đau thứ hai nữa thì cái nhà xác này ở tiểu bang Colorado nói thêm đó là ở tiểu bang này cái quy định về mở một cái trung tâm nhà xác rồi bắt đầu hỏa thiêu hay là hỏa táng hay là hay là hay là chôn cất này kia đó những cái quy định của nó nó chưa có được chặt chẽ từ đó cho tới bây giờ có những cái luật nó đã viết từ bất rất là lâu rồi tới bây giờ cũng không có sửa đổi thế nhưng hiện nay các nhà làm luật ở tiểu bang Colorado sau khi họ phát hiện ra ít nhất nha là 200 nhà quàn à, à hai nhà quàn mà một nhà quàn thì có 200 thi thể đang bị phân hủy và đang chết đóng ở trong một cái căn phòng và cái căn nhà quàn thứ hai đó thì nhà quàn thứ hai thì có khoảng bốn thi thể ở trong một cái hòm mà lại quăng ở phía sân sau nhà đó họ, họ nói rằng là nó không có quy định rõ ràng những người mà xin giấy phép để mở ra một cái chung một cái nhà quàng đó. Những người này á, thì họ nói rằng là trước đây thì không có bắt buộc họ phải có bằng trung học nữa. Cho nên có nhiều khi đó có thể là họ có tiền rồi họ nghĩ rằng là mình có thể mở ra, rồi họ mướn người này mướn người kia vô làm nhưng mà không có họ không có cái cách quản lý đó cho nên nó xảy ra những cái tình trạng gọi là nó bị oversight tức là bị uh, um, bị bị uh, uh, không yeah. có kỹ nhìn nhìn cái việc sự việc mà cách yeah. kỹ càng đó, cho nên xảy ra như vậy và họ nói thêm rằng là cái việc mà những có những cái quy định khắt khe hơn về vấn đề nhà quàng đó cũng có thể là tiên phong là tại vì các tiểu bang khác cũng sẽ bắt trước theo tiểu bang Colorado để ra những cái luật mà để bảo vệ cho những cái người mà đã có người thân bị mất rồi đưa vô những nhà quàng rồi đưa vô những cái nơi mà để họ có thể làm hỏa táng gì vân vân đó phải có cái quy định nó rõ ràng một chút xíu cũng như là có thể có thể là họ cập nhật những cái luật lệ nó đã, đã quá cũ rồi đó bây giờ nó phải mới hơn những cái tiêu chuẩn nó phải khách khe hơn tốt hơn vân vân trong cái việc này thế thì đọc cái tin này mình rợn người trong một căn phòng của cái nhà quàng này ở Colorado 200 thi thể đang phân hủy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà những cái người dân khu vực ở chung quanh này chắc chắn là họ phải có cái thấy cái mùi hôi hoặc là cái nhà quàng nó nằm ở một nơi riêng biệt chung quanh không có cư dân thì cũng có thể là nó 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 không ai phát hiện ra cái mùi hôi này. Nhưng mà còn những người làm ở trong đó thì sao chứ? Thí dụ như là mở một cái nhà quàng lên không phải chỉ có một người giám đốc mà phải có nhân viên tắm rửa những cái thi thể hay là nhân viên uh, lo cử hành những cái thủ tục uh, tang lễ gì vân vân cũng có nhiều người chứ sao mà họ cứ để im vậy mà họ không nói gì hết chắc những người đó nó, nó khuất là nghĩ vậy nó cũng xa cái khu dân cư có thể là như vậy dạ. thấy ừ. thấy ghê quá thưa quý vị ngày hôm qua đó trong cái tin tức Việt Nam thì có một cái bản tin liên quan đến việc là nguyên một cái nhóm trộm họ ăn cắp cái cái dây điện ở trong đó có cái lõi đồng mà để cái à, dây đồng à, để dẫn điện đó. Đồng. Ở ngay cái chỗ gọi là cái điện gió Cà Mau mà cái trị giá mà họ cắt những cái dây điện này để họ lấy cái lõi đồng phía phía trong đó nó thiệt hại hơn là hơn 1 triệu đô la. Thì mình nghe rằng là chỉ tưởng cái chuyện mà cắt dây điện để ăn cắp cái lõi đồng ở bên trong ừ, ừ. là chỉ có chuyện ở Việt Nam thôi. Nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra ở ngay tại Mỹ nha quý vị. Los oh, Mỹ và ở đâu ngay khu vực rất là gần mình Los Angeles ăn cắp dây đồng. ăn đồng cắt dây điện để lấy cái dây đồng ở phía trong đem đi bán và nó dẫn đến tình trạng rằng là tại sao mà đường phố ở khu vực Los Angeles trong thời gian qua nó cứ tối thui mà sắp tới đây nó sẽ tối nữa à. người ta sẽ làm gì với cái việc này xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.